Biết nghĩ cho người khác trước mình. Phần 2. Master Thanh Hải vừa thượng sư khai thị vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 tại Formosa. Đồng tu, cách đây vài tháng, con ở SMC giúp sắp xếp và dọn dẹp một số đồ của sư phụ. Con ở trong một phòng nhỏ có mái thấp đối diện hang động của sư phụ, chỗ có máy giặt và nồi cơm điện của sư phụ, nhân dân. Sau khi nhìn mấy món đồ, con trườn bò trở lại lối vào. Bỗng nhiên con để ý thấy cây gậy đi bộ của sư phụ. Con cầm lên và bắt đầu phủi bụi bám trên tay cầm. Khi con làm vậy, một năng lượng bao la này và cảm giác tình thương mạnh mẽ phát ra đi vào con. Thật lớn lao, thật thuần khiết, nhưng cũng có những cảm giác đau đớn, buồn bã và khổ sở. Sư phụ gánh lấy nghiệp của anh chị em đồng tu chúng con, của tất cả con người và loài vật như chó, bò, nhân dân. Tình thương cao cả nhất của Ngài ban cho mỗi đồng cư trên địa cầu. Con bật khóc vì sự đau khổ thâm sâu mà sư phụ đã chịu đựng và tình thương chân thật tối thượng mà sư phụ ban cho tất cả chúng ta. Con hỏi vị thần trú tại trung tâm San Martin liệu con có thể lấy cây gậy đi bộ của sư phụ không? Cô ấy nói, được, đem gậy đến SBL, tuyến gia trì tâm linh ở Vương quốc Anh, để tất cả đồng tu có thể thấy, cảm nhận và thể nghiệm như con. Thể nghiệm này trở lại với con vào ngày Giáng sinh, và con nhận ra sư phụ là ông già Noel nguyên thủy. Xin cảm ơn sư phụ vì tình thương bao la của Ngài. Sư phụ, không có chi. Đồng tu, một lần trong khi đang cộng tu, con có một thể nghiệm. Có rất nhiều ánh sáng trắng, cũng có rất nhiều cây anh túc. Rất đẹp. Khi con ráng nhìn gần, một giọng nữ nói với con, đừng ở lại một đẳng cấp hoài. Con nên tiếp tục đi lên và sẽ có nhiều cõi giới và ánh sáng đẹp hơn. Sư phụ, đúng vậy. Chúng ta không bao giờ nên dừng lại ở bất kỳ phong cảnh đẹp, hoặc nơi đẹp nào, hoặc thể nghiệm đẹp nào. Luôn luôn có nhiều hơn. Cũng như tôi bây giờ, không biết làm sao. Không thể đếm bao nhiêu cõi giới tôi đi qua mỗi ngày nữa, chỉ để lấy thêm lực lượng. Thậm chí không có ký ức não bộ để thậm chí viết xuống, bởi vì con số quá khổng lồ, quá lớn. Trước kia, tôi vui sướng nếu một ngày tôi đi qua, có lẽ 20 cõi giới khác nhau, tôi đã rất vui sướng rồi. Bây giờ, cho dù nghĩ bằng ngôn ngữ của chúng ta, cũng không thể biết là bao nhiêu. Nhưng rất nhanh, mỗi lần chỉ là khoảng có lẽ vài, 2-3 giây. Bằng không, tôi sẽ không có thời gian để đến đây, hoặc thời gian để làm bất cứ việc gì khác. Đôi khi, tôi có như một thông điệp bên trong, và cố gắng thu thập thông điệp. Nhưng đang giữa chừng, phải ngừng lại trong vài giây, chỉ vì tôi đang đi lên. Và dòng thông điệp chỉ phải ngừng lại một lát, và rồi tôi tiếp tục lần nữa. Nhân tiện nói điều này. Bất cứ gì chúng ta nghĩ hoặc cảm nhận bên trong, cả vũ trụ đều biết. Vậy đừng cố gạt ai, hoặc đừng nói với tôi bất cứ điều gì dối trá hoặc gì đó. Vô dụng thôi. Bởi vì các thiên đàng đôi khi cũng báo cáo với tôi. Họ nói rằng tất cả đệ tử của Ngài thương Ngài, như hôm nay chẳng hạn. Vài ngày hôm trước, họ, thiên đàng, đã gửi thông điệp đến các nhân viên truyền hình vô thượng sư rằng họ, thiên đàng, thực sự yêu thương và tôn trọng những gì họ đang làm. Vì vậy, chúng ta trong suốt, thật thế, chỉ là các cõi thiên đàng, các thiên đàng cao hơn, không dòm ngó vào công việc của mình. Nhưng nếu họ muốn truyền đạt điều gì đó, họ nhìn thấu tất cả chúng ta. Vì vậy, nếu quý vị đến đây vì sự thăng hoa tâm linh chân thật, họ biết. Nếu quý vị đến đây chỉ cho vui thôi, hoặc vì không có nơi nào khác để đi, hoặc không có gì khác để làm, thì có thể sẽ có gì đó bất ngờ xảy ra cho quý vị. Có lẽ thậm chí quý vị sẽ bị đá ra khỏi đây vì lý do nào đó, hoặc không vì lý do nào cả, hoặc vì vài lý do rất nhỏ, không phải lỗi tôi. Quý vị chịu trách nhiệm với những gì mình làm, cho tất cả kết quả của những gì quý vị làm.
không còn ai để đổ lỗi nữa. Hãy thành tâm thì quý vị sẽ nhận phần thưởng mà mình không thể nghĩ bàn. Và quý vị sẽ có thể nghiệm tốt bên trong. Cuộc sống của quý vị được cải thiện, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu quý vị đến vì một số lý do trần tục, thì có lẽ quý vị chỉ được có thế thôi, hoặc có lẽ không được điều đó. Và quý vị không tiến bộ về tâm linh, rồi quý vị thậm chí sẽ trách sư phụ. Ngài không gia trì cho con muốn bạn gái, tại sao không cho con bạn gái? Hoặc con muốn bạn trai, tại sao điều đó không xảy ra? Tôi không ở đây để cho quý vị bạn trai hay bạn gái. Tôi bảo quý vị ngay từ đầu sứ mệnh của tôi, chỉ để tìm Thượng Đế, để tìm tự tánh vĩ đại của mình, để tìm Phật tánh của mình bên trong, trở nên khai ngộ, hãy tốt với chính mình, rồi với xã hội và với thế giới. Tôi chưa bao giờ hứa với quý vị đến với tôi, rồi quý vị sẽ có bạn trai, bạn gái, giàu sang, sức khỏe hoặc bất cứ thứ gì trần tục mà quý vị muốn có. Có thể là quý vị đi vào vì một số lý do rất trần tục, được thôi. Nhưng sau một thời gian, sau khi nghe thêm nhiều giáo lý của tôi, quý vị nên biết đó không phải là mục đích. Đó có thể là chất xúc tác để quý vị đi vào, để thọ tâm ấn. Được, được. Bất cứ lý do gì cũng tốt. Thành ra tôi đã cho mọi người một cơ hội. Nhưng hãy thay đổi. Hãy thay đổi khi quý vị đắm mình ngày càng nhiều vào năng lượng tâm linh và trí huệ. Quý vị thay đổi. Đồng tu, mỗi khi con nghe truyện về Đức Mahavira, con rất xúc động và cảm thấy được tịnh hóa. Trong quá khứ, con từng dễ mất bình tĩnh và hay nổi giận với người khác. Từ khi sư phụ kể cho chúng con nghe về Đức Mahavira, con cảm thấy rất điềm tĩnh và bình an. Sư phụ, tốt cho cô. Đồng tu, thưa Đức Mahavira có tái sinh trên địa cầu để giúp sư phụ không? Và khi con thiền, con thường nghĩ về Đức Mahavira. Điều này có mâu thuẫn với việc đi theo sư phụ không? Sư phụ, tôi tưởng cô biết rồi, Ngài đang đứng trước mặt cô. Từ lúc đầu tôi đã nói điều đó, nhưng rồi tôi bảo thôi đừng, chúng ta xóa phần đó, để bất cứ gì tôi đọc và giải thích được trung lập hơn, khách quan hơn. Tôi không muốn cô hoặc bất kỳ ai cảm thấy như tôi ca ngợi tiền thân của mình. Nếu truyện đó giúp cô thì tốt, nhưng không phải chỉ truyện thôi mà do vị sư phụ đọc nó. Đó là năng lượng của tôi, cũng đi qua nó nữa. Vậy bằng cách nào đó, Đức Mahavira đã giúp cô hoặc đã giúp tôi. Tốt cho cô, tôi mừng. Tôi mừng đấy, tốt cho cô. Đồng tu, con sống ở Hoa Kỳ, nhưng con đến từ Madagascar. Con đã viếng thăm Madagascar vào tháng 5 năm nay. Trước khi đi, con có thể thiền 4 tiếng một ngày mà không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ con phải phấn đấu để thiền 2 tiếng rưỡi một ngày. Con muốn giúp quốc gia của con, nhưng con không biết làm thế nào. Tại sao nó ảnh hưởng đến thiền định của con? Sư phụ, tại sao nó ảnh hưởng đến thiền định của cô hả? Bởi vì cô muốn giúp quốc gia của cô, nên cô chia sẻ công đức của cô. Chia sẻ kho báu tâm linh của cô với họ, với quốc gia của cô, nên cô phải mất gì đó. Đó là cái giá phải trả. Nhập hội đi, nhập hội của tôi. Chào mừng cô đến thế giới của tôi. Điều này xảy ra với tôi hoài, nhưng cô sẽ hồi phục. Cô sẽ hồi phục. Cứ thiền tinh tấn hơn. Cầu nguyện với tất cả thiên đàng giúp cô. Cầu nguyện lực lượng minh sư giúp cô. Nhưng cô muốn giúp quốc gia của cô, đó là rất cao thượng rồi. Rất tốt, nhưng không có nghĩa là cô không mất gì hết. Chẳng hạn, tôi mới cho anh đồng tu đó một số tiền, nghĩa là tôi mất số tiền đó. Làm sao tôi có thể cho anh ấy, và rồi tôi đạt được nhiều hơn? Hoặc cùng số tiền vẫn ở trong túi của tôi? Không được. Những gì cô cho là mất. Xin lỗi, đó là cách nghiệp hoạt động. Đó là như thế. Đồng tu, khi con thiền, con thấy mặt trời và nó thay đổi màu sắc nhiều lần. Trông có màu xanh, màu tím, vân vân. Sư phụ,
Tôi tưởng cô muốn nhìn tôi. Cô nhìn xuống và khóc. Làm sao cô nhìn thấy tôi khi mắt cô nhòa hết như thế? Cô thấy mặt trời, rồi sao nữa? Đồng tu, dạ, mặt trời thay đổi màu nhiều lần. Đôi khi trông có màu xanh, tím xung quanh. Có ý nghĩa tâm linh nào về màu sắc khác nhau này không ạ? Sư phụ, không, chỉ là mặt trời có nhiều màu. Chỉ là thông thường chúng ta không thấy như thế, ngay cả khi tôi nhìn mặt trời với mắt trần, nó có màu xanh ở xung quanh, chỉ để bảo vệ đôi mắt của tôi. Mặt trời rất nhân từ, đôi khi tôi nhìn mặt trời một cách ngưỡng mộ và cảm ơn mặt trời. Bất cứ khi nào tôi tình cờ thấy mặt trời, tôi không thường xuyên nhìn mặt trời, cô có tin hay không? Tôi chỉ vùi mình trong thiền định hoặc trước máy điện toán. Bây giờ họ có một căn nhà di động cho tôi nơi không có mặt trời, rất ít mặt trời và tôi không có cơ hội nào để nhìn nhiều. Mỗi khi tôi thấy mặt trời, luôn luôn không phải chỉ bây giờ, luôn luôn cảm ơn mặt trời. Tôi luôn cảm ơn vị chúng sinh vĩ đại này. Cảm ơn đã hiện diện với chúng tôi. Cảm ơn đã làm chúng tôi hân hoan mỗi ngày và ban phước cho địa cầu với vô số chúng sinh đa dạng. Chúng sinh có tri giác và chúng sinh vô tri rằng đã giúp chúng tôi phát triển, nuôi nấng và làm chúng tôi vui. Khi nhìn mặt trời trong một ngày nắng ấm, quý vị cảm thấy vui tươi hơn. Vì vậy, tôi cảm ơn mặt trời bất cứ khi nào có thể nhớ tới, bất cứ khi nào thấy mặt trời. Mặt trời có màu cầu vồng bao quanh và bên trong. Mặt trời là chúng sinh đẳng cấp thứ năm, cho nên ở đó không thể chỉ có một tia màu vàng kim mà chúng ta thấy mỗi ngày. Có nhiều màu nữa. Thế nên cô có ân phước mới thấy một hoặc hai hoặc một số màu. Chỉ cần nói cảm ơn với vũ trụ, cảm ơn mặt trời đã hiện lộ điều này cho cô thấy.